Bà về rồi hả? Bà nói sáng nay có cuộc họp quan trọng mà. Kim Cương, con bị thương ở đâu? Đưa để ba coi. Không mấy, để ba đưa con đi bệnh viện. Dạ con đâu có sao đâu. Cho tới giờ con vẫn lành lặn khỏe mạnh mà. Ba đừng có quá lo lắng ba. Ba nghe nói tối qua con đã bỏ dở buổi biểu diễn giữa chừng. Đâu, đưa để ba coi. Đưa ba xem. Con nói con không sao rồi mà. Cái này không phải cho anh nhiều chuyện đâu nha. Cái chuyện quan trọng như vậy trước sau gì chú Thiết cũng biết à. Đưa bàn tay ba coi. Đừng có bướng bỉnh nữa. Đưa ba xem. Đau quá ba. Con nói đi, ai đã làm cho con ra nông nổi này? Dạ, vì do con bất cẩn thôi, không phải lỗi của ai hết đó ba. Ba đừng có làm con thấy buồn nữa. Vì cái chuyện này nè, mà con đã bỏ lỡ buổi biểu diễn rồi. Con đã rất buồn và mệt mỏi lắm rồi ba. Gọi ngay bác sĩ tới, nói rõ tình trạng của Kim Cương. Bàn tay của con gái tôi là báu vật, không để xảy ra chuyện gì nữa. Dạ. Ba. Con có đau lắm không? Con nói cho bà biết đi, nguyên nhân tại sao lại ra nông nổi này. Từ trước đến giờ con rất ghét nước nóng và các món ăn nóng, không tự mình rót nước bao giờ. Vậy trong nhà này ai đã làm cho con bị thương? Ba, con nhất thiết phải làm như vậy không ba? Bác sĩ đã nói con không sao rồi, bà bỏ qua đi nha. Vết thương ở ngoài da thì sẽ mau chóng lành thôi. Nhưng nếu làm lớn chuyện thì vết thương ở trong lòng mọi người sẽ không bao giờ lành được đâu. Kim Cương à. Dạ. Tại sao con cứ phải chịu đau từ thể xác tới tinh thần như vậy chứ? Lúc nhỏ vì lỗi của ba mà con mất mẹ, rồi vì tương lai của con, ba để con du học xa nhà. Thêm một lần nữa, con chịu nỗi đau xa ba. Cho đến bây giờ, mạng sống của con luôn bị đe dọa bằng nhiều cách. Ba thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhiều lúc ba cảm thấy thật sự bất lực. Một người cha không mang lại hạnh phúc được cho con. Ba, con người ai mà không có số mạng hả ba? Mẹ con mất không phải là lỗi của ba. Ba để con đi xa cũng là vì muốn lo cho tương lai của con mà. Còn chuyện bây giờ, mọi thứ sẽ mau chóng kết thúc, không kéo dài lâu đâu ba. Con tin là như vậy. Ba đừng sợ nghe ba. Con lúc nào cũng là người an ủi ba. Thật là đáng buồn. Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ. Có con gái để làm gì chứ. Dĩ nhiên là để nhận sự an ủi rồi. Bà yên tâm, con á tuy rất là sợ đau nhưng mà mạnh mẽ vô cùng. Con sẽ vượt qua được hết. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.